là quay tốt hết nhỉ, chuẩn hết nhỉ. Kê đấy thôi em ơi, kê mặt lưới. Thôi chia nhau giải, đằng nào trả vào quán bia mà. Thế chung là tất cả trong câu bộ hết. Kê lại. Mấy cái đứa dùng cái đứa không đánh à? Không. Sao không đánh? Chắc không có người đánh cùng. Người thiếu gì người nó đánh kiểu gì nó đánh được. Ngoài ngoài. Nó đánh thế thì nó chỉ bo một đứa là được. Cùng cùng đấy. Mấy cái bảng ngồi sao thôi. Cùng với như con Dung ngày xưa lớp này người ấy. Mấy năm nó đều đánh đấy. Nó kia không người nào không đánh nhau nữa. Thằng Vũ nên sao cũng đánh mình. Thank you.
kết thúc. Dũng là hay nhỉ. Bảy phút xong trận hiệp đấu. Tại sân. Ăn luôn. Ôi giời.
tôi nhọc rồi. Nhọc. Tôi đánh mấy rồi hết sức. Sáng đánh cái trận này trận thứ hai. Sáng nay anh mấy đồ đấy toàn cứ bỏ hết mà. Anh là đợt này ít nhất. Ngoài hai đồ. Chắc này cũng có 6 phút thôi. Nói chung là hai bên thua đều. Về cầu lên nữa. Bắt còn nữ nhanh lên bắt nó chết luôn. Con vào cái hộp cho vừa. Có 7 phút rồi, phu là vừa. 7 phút rồi nhỉ. Đánh người ta đánh hơn.
đừng có nâng cầu lên đánh. Quả hân đổ người đây mà không nhìn, không quan sát. Cài cầu xuống đừng có nâng lên. Lê lại chết rồi. Không thờ đúng khỏe lắm. Chưa nào không. Trời ơi. Cứu ông luôn rồi. Gạt cầu ngang luôn. Thank you.
nâng cầu, nâng cầu rồi chết rồi. Tập trung vào, tập trung vào, tập trung.